Trong 1045, vây săn. Khi Mục Trần đã đem tất cả an bài thỏa đáng, thì ở đằng sau cũng truyền tới âm thanh xé gió, rồi sau đó thân ảnh đám cửu u mặc phong hàn sơn lao nhanh đến. Thần sắc bốn người thoáng có chút vui mừng, hiển nhiên lúc đối phó với mấy chục đầu thú thú linh thất phẩm, bọn hắn minh bạch hoàn toàn chuẩn thánh vật mạnh mẽ đến cỡ nào. Cầm chuẩn thánh vật nơi tay, coi như đụng độ cường giả thất phẩm chí tôn đỉnh phong, họ bọn hắn cũng chẳng có sợ. Mục Trần thấy sự tự tin bốn người cũng cười cười, nhìn chỗ sâu nhất trong rừng rậm, nơi đó tử khí càng lúc càng nồng nặc. Tờ hồ đấu bát phẩm thú linh kia cũng có chút ít cảm ứng động tĩnh phụ cận. Tiếp theo chúng ta nên chạm tên đầu lĩnh này rồi. Đám cửu nghe vậy mặt theo thời gian dần dần ngưng trọng. Bọn hắn đều rất rõ đầu thú linh bát phẩm này khác hẳn với đám thú linh thất phẩm. Cũng rõ ràng nếu như chí tôn bát phẩm khủng bố hơn chí tôn thất phẩm là bao nhiêu. Bọn hắn là dựa vào chuẩn thánh vật có chỗ đứng trong hàng thất phẩm chí tôn. Nhưng khi gặp bát phẩm chí tôn hàng thật giá thật, chỉ sợ bọn họ không có cách nào địch nổi. Mà hiện tại bốn người họ cũng không có ý lùi bước chút nào. Họ liếc nhau đều là gật đầu ngưng trọng hẳn lên. Mà về phần mấy vị cường giả tề ma tộc còn lại thì thành thành thật thật lùi về phía sau. Loại chiến đấu đối chọi trực tiếp với thực lực thất phẩm chi tôn bình thường, nhưng bọn hắn hiển nhiên không thể xen tay. Mục Trần nhìn thấy mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng cũng không hề do dự, tay vung lên, thân hình dẫn đầu hóa thành một vòng quang ảnh bắn ra vô cùng mãnh liệt, nhanh như chớp, hiện thân ở chỗ sâu nhất trong cánh rừng rậm. Mà đám cửu cũng là theo sát phía sau. Sàn sạt, thân hình Mục Trần hạ xuống trước quả đại thụ khổng lồ. Từ khi nơi đây nồng đậm dường như biến thành thực chất, nó sền sệt làm người khác cảm thấy bản thân như đang trong đầm lầy. Mà ánh mắt Mục Trần thì chăm chú nhìn phía dưới gốc cây, chỗ đó có một thân hắc sắc đang lặng lặng xếp bằng. Từ khi đáng sợ lượn lờ xung quanh dũng mãnh tiến vào trong cơ thể nó theo từng nhịp thở, một có cảm giác áp bách cường đại từ thân ảnh kia phát tán ra xung quanh. Mà dưới ánh mắt bọn Mục Trần tập trung vào nó, hai mắt thân ảnh hắc sắc này chợt mở ra, sâu trong hốc mắt là một màng trống sống, chỉ có từ khi màu xám ngừng tụ giống như là vòng xoáy. Nếu là thường nhân bị nhìn chằm chằm một hồi lâu, thậm chí sinh khí bên trong thể nội cũng là bị cưỡng ép hút ra, bị nó thôn phệ. Trong nháy mắt nó không có thấy chút linh trí nào, nhưng lại có một loại cảm giác tà dị. Cảm giác nguy hiểm từ nó mang đến vượt rất xa đám thú linh mà bọn Mục Trần gặp lúc trước. Sắc mặt bọn cửu càng ngày càng ngưng trọng hơn nữa. Hiển nhiên ai cũng hiểu đầu bát phẩm thú linh này khó giải quyết đến cỡ nào. Bát phẩm thú linh chậm rãi đứng dậy, thân thể nó nhìn như cứng ngắt, nhưng lại không hề chậm chạp chút nào. Ngược lại một loại cảm giác nếu nó hành động tức thì phảng phất như lôi đình sấm sét vậy. Giống. Đồng từ màu xám của bát phẩm thú linh nhìn chằm chằm vào bọn người Mục Trần. Sau đó từ cổ họng nó phát ra tiếng hô trầm thấp. Trong tiếng hô này ẩn chứa một ít ý chí chấn nhiếp. Dù không có linh trí, bất qua bản năng lại không hề thấp. Mục Trần có chút kinh ngạc, trên người bát phẩm thú linh này có thương tích. Theo bản năng nó biết rõ bây giờ không phải là thời điểm chiến đấu tốt nhất, cho nên ý định của nó dĩ nhiên là phát ra chấn nhiếp để đẩy lùi bọn hắn. Ây da, thú tâm của người hôm nay ta nhất định phải lấy. Đầu thú linh bát phẩm này không có cách nào nghe hiểu ngôn ngữ Mục Trần. Nó có thể dựa vào bản năng cảm ứng, lập tức có tử khí quanh quẩn trong con mắt màu xám, miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Oanh, bất chợt tử khí ngập trời đột nhiên bắn ra, quét ngang đám cây đại thụ, lá rơi xào xạc, mà đầu thú linh bát phẩm trực tiếp hóa thành một đạo hồi quang mãnh liệt bắn ra. Tốc độ của nó cực nhanh như sấm sét, né một cái liền đã xuất hiện phía trước cách đám Mộc Trần không xa, sau đó lập tức oanh mật ra một quyền. Chỉ thấy tử khí cuồn cuộn phô thiên cái địa, oanh khắp tứ phía. Từ xa nhìn lại giống như một đầu cự long làm bằng tử khí to đến nghìn trượng. Cự long làm bằng tử khí ngang ngược vọt tới, đại địa lập tức bị xé nứt, trở thành khe hở thông đạo sâu không thấy đáy. Bất luận cái gì ngăn cản phía trước đều bị cự long phá nát bấy. Đầu bát phẩm thu linh vừa ra tay đã khiến cho mọi người động dung vì lực lượng đáng sợ. Khuôn mặt cửu ngưng trọng, nàng bước ra bước đầu tiên, linh lực trong cơ thể nàng được điều động hết sạch. Từ trên hắc ám thần xích đang nằm trong tay nàng bắn ra hắc ám chi quang, ánh sáng nơi phụ cận xung quanh đều bị hắc ám này nuốt cắn. Ông ông, hắc ám thần xích chấn động vù vù, hắc quang khởi động liền bành trướng nhanh chóng, cuối cùng hóa thành khoảng 10 trượng.
Đột nhiên hắc xích xoát một cái, lập tức thiên địa phảng phất có thêm một mặt trăng màu đen đang bay lên, bất luận ánh sáng gì đều tan biến khi ánh trăng xuất hiện. Mặt trăng màu đen nương theo hắc thước hạ xuống trực tiếp xuyên qua đầu cự long là bằng tử khí. Sau đó bằng mắt thường có thể thấy thân thể cao lớn của cự long, tử khí kia nhỏ đi gần một nửa. Bất quá, dù rút nhỏ một nửa nhưng cự long lạnh như trước vẫn bằng bạc mênh mông, lực lượng có sẵn của nó vẫn kinh người như trước. Xích viêm tiên linh. Bất quá vào lúc này thanh âm khác đột nhiên vang, một miếng lục lạc chuông đỏ thẫm đang lăng không lơ lửng. Lục lạc chuông chấn động, chuông bạc phát ra thanh âm thanh thúy, mà bên trong nó có biển lửa nham tương vô tận tràn lan mà ra, lập tức biển lửa đốt cháy thiên địa. Nhiệt độ trong thiên địa lập tức lên cao, thậm chí đến cả không khí đều bị thiêu đốt. Phanh, biển lửa nham tương cùng với cự lòng là bằng tử khí chạm nhau, lập tức có khí lãng cuồng bạo đáng sợ bộc phát. Nhiệt độ khí lãng này cực cao, rừng trắng ở dưới cũng bị thiêu cháy hừng hực. Giống, tử khí sền sệt từ miệng cự long vươn ra lập tức dập tắt biển lửa. Oanh, nhưng lập tức côn sắt màu đen cùng kim tường phong cách cổ xưa lúc này phá không mà đến, khí thế như cầu vồng. Hai thứ này hợp lực cuối cùng cũng sinh ra, xé rách đầu cự long là bằng tử khí, hóa thành quang điểm màu xám tiêu tán khắp trời. Mục Trần thấy bốn người cửu u liên thủ vây mà ngăn cản được công kích của bát phẩm thú linh, mắt cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Dựa vào lực lượng bốn đạo chuẩn thánh vật, bốn người cửu u hiển nhiên có chút năng lực miễn dịch chống cự bát phẩm chí tôn. Bất quá tại tạm thời, đầu bát phẩm thú linh kia hiển nhiên vẫn còn chưa xuất lực. Giống, đầu Mục Trần nghĩ tới có một tiếng gầm tử vong vang lên. Sau quang điểm tử khí hóa đầy trời, lập tức một đạo hắc quang lướt như thiểm điện trực tiếp xuất hiện trước bốn người cửu u, sau đó đánh ra một trường. Ầm ầm, một trường đen như sắt, thiên địa phảng phất đều tối sầm xuống, tường vong từng đường vân tử vong lan tràn vào hư vô. Tường vân kia nếu mà xâm nhập vào nhân thể hẳn chết không nghi ngờ. Sắc mặt bốn người cửu u cùng biến không có do dự chút nào, lập tức thức dục chuẩn thánh vật trong tay. Nhất thời có ánh sáng phát ra chính là miễn cưỡng cản trở từng vòng đường vân tử vong hạ xuống. Nhưng loại ngăn cản này chỉ là rằng co mấy tức, linh quang trong thân bốn người đột nhiên ảm đạm, hắc trưởng bao phủ xuống, bốn người như gặp trọng kích, thân hình chật vật bắn ngược trở ra. Phốc, bọn người đều phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hơi có chút chật vật. Bất quá có chuẩn thánh vật hộ thân, tất nhiên không bị tử khí ăn mòn nhưng bị trọng thương là chắc chắn. Hiện giờ bốn người triệt để minh bạch đầu bát phẩm thu linh cường hãn đến mức nào. Bọn họ dù là mượn nhờ lực lượng chuẩn thánh vật, tóm lại vẫn không cách nào thắng được đầu bát phẩm thú linh này. Giống, bát phẩm thú linh ngửa mặt lên trời gào thét, từ khi bằng bạc sền sệt như biến thành thực chất trực tiếp hóa thành làn sóng lớn vạn trượng sau lưng bát phẩm thú linh cuồn cuộn quét ra. Thân hình nó lần nữa bắn ra mãnh liệt, ý định tốc chiến tốc thắng chém giết mấy tên này. Oanh, bất quá khi nó phóng tới đám cựu, trên trời có kim quang đại phóng, đại nhật pháp thần lăng không hiện hiện, cự trường kim sắc chấn áp rơi xuống là Mục Trần hiện thủ. Đông, mà đối với thế công của Mục Trần, đầu bát phẩm thú linh cũng oanh một quyền, tử khí cuồn cuộn trực tiếp va chạm với cự trường màu vàng chóe. Sóng xung kích cuồng bạo bộc phát ra, cự trường lúc nào không thể dung chuyển thân hình bát phẩm một chút nào. Giống, đồng tử màu xám của thú linh tập trung vào Mục Trần phát tiếng rít gào. Hiển nhiên nó là phát hiện ra trong đám người này Mục Trần là tên mạnh nhất, bởi vậy nó trực tiếp buông ta đuổi giết đám cựu u, thân hình lóe lên hóa thành quang ảnh màu đen lao thẳng tới đại nhật bất diệt thần. Miệng nó hát ra tử khí trong miệng ngừng tụ áp xúc một cách điên cuồng, pháo vất như một quả đạn pháo tử vong. Không gian gần miệng nó đều xuất hiện trận trận vặn vẹo. Mục Trần thấy thế mắt nhịn không được ngừng tụ, đầu bát phẩm thu linh quả nhiên là khó giải quyết vô cùng. Lực chiến đấu của nó chỉ sợ là kim kình thiên, nếu có ở đó đến thì chỉ là vài chiêu đã bị nó đập chết. Ầm ầm, tử khí trong miệng bát phẩm tu linh đã ngừng tụ tới mức tận cùng, cuối cùng trực tiếp hóa thành một chùm tia sáng tử vong bắn ra một cách mãnh liệt, xuyên thủng không gian nào thẳng tới Mục Trận. Oanh oanh, với thế công khủng bố, Mục Trận cũng không dám có chút lãnh đạm nào. Thấy được trong đại nhật bất diệt thần mặt trời khổng lồ màu vàng kim quay cuồng liên tục và đang bay lên, ngay sau đó hóa thành một mảnh nước lũ kim sắc bắn ra. Nước lũ kim sắc kia trực tiếp trong tay Mục Trần hóa thành trượng khổng lồ màu vàng kim, sau đó hắn đột nhiên vùng xuống cùng chùm tia sáng tử khí hung hăng va chạm vào nhau.
thanh âm cực lớn vang vọng phía chân trời, sóng rung kích đáng sợ tàn sát bừa bãi tứ phía. Rừng rậm phía dưới trực tiếp bị san bằng thành bình địa, vô số đại thụ bị sóng rung kích đáng sợ cứng rắn chấn vỡ tan. Ánh mắt đám cựu mang theo khẩn trương nhìn bầu trời, chiến lực mục trần là mạnh nhất trong đám bọn hắn. Nếu ngay cả hắn cũng không có cách nào cản đầu bát phẩm thú linh này, vậy thì hành động săn giết bọn họ là chịu thất bại thật lớn. Oanh! Kim quang tàn sát bờ bãi nơi chân trời, thấy được đại nhật bất diệt thân đột nhiên bay ngược ra ngoài. Mặt ngoài thân hình nó xuất hiện vết rạn, cuối cùng trực tiếp bạo vỡ hóa thành kim quang đầy trời. Mà bát phẩm thú linh thì trái lại, chỉ là bắn ngược ra mấy trăm trượng. Tuy nói tử khí quanh thân có hỗn loạn thoáng qua, nhưng không hề bị thương tổn chút nào. Nhìn thấy một màn này, lòng đám cựu liền trầm xuống. Sự cường hãn của đầu thú linh bát phẩm đã vượt khỏi dự liệu bọn hắn. Bởi vì đây là lần đầu tiên đám bọn hắn thấy sau khi mục trần thúc dục chi tồn pháp thân thì lập tức bị chấn vỡ nát. Dưới mắt khẩn trương của mọi người, thân hình mục trần thoáng hiện bên trong quang điểm kim quang, mặt ngừng trọng nhìn bát phẩm thú linh đằng xa xa, sau đó không do dự chút nào trực tiếp bắn ngược trở ra. Giống lúc mục trần rút đi đầu bát phẩm thú linh lại phát tiếng gầm gừ chói tai, bàn chân có một đập. Bàn chân nó đập mạnh vào hư không, biến thành một cái vòng hắc quang như thiểm điện mà đuổi giết mục trần. Tốc độ bát phẩm thu linh cực nhanh, chỉ ngắn ngủi thời gian mấy tức đã đuổi sát theo mục trần. Bất quá, ngay khi nó định phát động tử khí công kích lần nữa thì thân hình mục trần đột nhiên ngừng lại. Còn người màu đen hiện ra chút điểm u quang tập trung vào thú linh bát phẩm. Sau đó hắn dường như mỉm cười, tay đột nhiên kết ấn. Ông ông, theo ấn pháp biến hóa, phiến thiên địa này là vô số đạo linh ấn thoáng hiện ra, hào quang chói sáng như phát ra, trong thiên địa xuất hiện ánh sáng linh lực phô thiên cái địa. Những ánh sáng này kết nối với nhau phảng phất tạo thành từng tòa linh trận trì quần khổng lồ và mênh mông. Số lượng linh trận kia đơn giản nhìn qua chỉ sợ không dưới 10 tòa, vì săn giết đầu bát phẩm thu linh mục trần hiển nhiên dùng hết những thứ hắn sở hữu, những linh trận có một chút tác dụng gì đó cơ hồ hắn đã bố trí toàn bộ. Chương 1046, linh trận vây giết. Linh lực tràn đầy thiên địa như lũ quét bộc phát ở trên bầu trời của cánh rừng rậm này, vô số đạo hoa văn linh lực phức tạp đan xen thành vô số quang văn, trong lúc mơ hồ hình thành từng tòa linh trận khổng lồ. Đám người cứu ở phía xa xa đầu có chút run lên, bọn hắn nghĩ không tới duy nhất một lần mục trần bố trí linh trận mà nhiều như vậy. Mà những tòa linh trận này trùng trùng điệp điệp hạ xuống, coi như là bát phẩm chi tôn đều trở tay không kịp. Cái chức nghiệp linh trận sư này tuy nói sức chiến đấu trực tiếp không tính quá mạnh mẽ, một khi cho hắn đủ thời gian chuẩn bị đầy đủ, vậy sức chiến đấu của hắn bạo phát ra chắc chắn khiến vô số người khác khiếp sợ. Loại thời điểm này nếu như là cường giả sao phong, chỉ cần có trí khôn một chút liền không khinh địch mà đặt chân trong khu vực tràn ngập linh văn. Bất quá đây chỉ là một đầu bát phẩm thú linh không có linh trí, trực tiếp vọt vào trong linh trận trì quần trùng trùng điệp điệp. Mà sau khi xông vào đám linh trận, đầu bát phẩm thú linh bằng vào bản năng phát giác nguy hiểm nơi đây, lập tức muốn bắn ngược xa, ly khai khỏi khu vực nguy hiểm này. Hiển nhiên mục trần vất vả dùng gậy âm đập lưng ông, dụ nó tất nhiên là không để nó ly khai dễ đến vậy. Nếu đã đến thì ở lại đi. Thiên na trận, mục trần cười khẽ trận ấn pháp đổi, chỉ thấy trong linh trận trùng trùng điệp điệp có hai đạo linh trận giống nhau đồng thời hiện hình, vô số linh ấn bay múa, từ nó bắn ra linh lực màu sáng hồng phô thiên cái địa. Những linh lực sáng hồng này phảng phất như đan thành thiên la địa võng, tràn ngập bầu trời. Từng đạo ánh sáng hồng trực tiếp giống cự mãnh chấn quấn lấy tứ chi của bát phẩm thú linh, một mực trói cùng vây khô nó. Thiên la trận này chẳng qua chỉ là linh trận địa phẩm cao cấp, nếu thi triển một mình hiển nhiên khó có thể vây khốn bát phẩm thú linh, cho nên mục trần trực tiếp bố trí hai trận mới đủ vững chắc. Giống thân hình thú linh bị từng luồng sáng hồng trùng trùng điệp điệp quấn quanh, đầu bát phẩm thú linh chợt phát ra tiếng gầm gừ, từ khí điên cuồng cuồn cuộn từ cơ thể nó tràn ra ngoài, trực tiếp nhanh chóng ăn mòn từng đạo quang hồng. Lực trói buộc tới từ hai cái thiên la trận vẹn vẹn rằng có một lát thời gian liền bị bát phẩm thú linh triệt để phá bỏ. Bất quá mục trần đối với điều này không có chút nào ngoài ý muốn. Thiên la trận phẩm cấp dù sao cũng quá thấp, dù đã là chồng hai cái linh trận với nhau uy lực chỉ có hạn, không có khả năng trói buộc bát phẩm thú linh quá lâu,
Bất quá giúp hắn có thời gian đầy đủ. Hít sâu một hơi, một trần con người màu đen có linh quang bộc phát, tay hắn tạo ra tàn ảnh bay toán loạn, theo ấn pháp biến hóa trong tuyến khu vực, từng đạo linh trận bố trí thành công. Khoảng khắc này là liên tiếp bộc phát yêu liền đồ linh trận, thanh liền kiếm linh trận, bất diệp kim trung trận. Theo tiếng quát của Mộc Trần, từng tòa linh trận xuất hiện liên tiếp. Số lượng những linh trận này không ít, nếu chúng cứ trùng trùng một chỗ thì vậy thành thế cũng là để cho người ta khiếp hãi. Rầm rầm, mà trong những linh trận xuất hiện ngay lập tức là sát cơ triển nộ, linh lực phong bạo tràn khắp phiến thiên địa. Từng đạo thế công kinh người lối đuôi nhau oanh kích lên thân thể đầu bát phẩm thú linh. Oanh oanh oanh, từng luồng công kích của linh trận dường như nổ tung lên, chúng trực tiếp khiến cho đầu bát phẩm thú linh liên tiếp lùi lại. Từ khi tràn ngập thân thể nó chịu oanh kích kịch liệt trở nên hỗn loạn, thân hình bát phẩm thú linh không ngừng lùi lại. Bất qua loại oanh kích cuồng bạo này hình như là chọc giận nó. Tiếng gầm bất chợt từ miệng nó truyền ra hùng hằng, một quyền oanh ra, từ khí đáng sợ như nước lũ theo quyền phong gào thét xông ra, trực tiếp phá nát từng luồng oanh kích tới từ linh trận. Mục Trần thấy thế thân hình lần nữa lui lại, bát phẩm thú linh gầm thét đuổi theo, từ khí cuồn cuộn. Bất quá ngay khi nó đặt chân vào một khu vực khác, từ khí tràn ngập toàn bộ đột nhiên một hồi kịch liệt co rút lại, vì nó đã phát hiện ra nguy hiểm xung quanh đã tăng thêm. Oanh, không khí xung quanh đột nhiên vặn vẹo, vô số đạo linh ấn dung nhập vào hư không, ánh sáng đan với nhau, một tòa linh trận cực lớn lăng không xuất hiện, linh quang ngưng tụ biến thành một tòa thần sơn chiến, trực tiếp hung hăng chấn áp đầu thú linh. Đồng, thần sơn chiến trùng trùng điệp điệp oanh kích trên thân thể bát phẩm thú linh, lực lượng thần ấn này đáng sợ trực tiếp đập vào đầu thú linh, làm hơn nửa thân thể nó cắm sâu trong lòng đất, ở trán nó còn nổi lên từng đường vết rạn, hiển nhiên đã chịu thương thế. Giống, mắt thú linh dường như lúc này biến thành màu đỏ, một chùm tử quang ngưng tụ trong miệng nó, phun ra một cách yếu ớt nhưng này cũng đủ phá tan thần ấn hóa thành quang điểm đầy trời. Oanh, bất quá nó mới phá nát một tòa thần ấn thì trên không trung lại thêm hai tòa thần ấn khác gào thét chấn xuống. Oanh banh trên đầu nó, nện hẳn nó xuống chôn sâu vào đại địa, mà cái mảnh đại địa này cũng là từng phiến sụp đổ theo. Đám cửu bên ngoài thấy một màn này nhịn không được mà thầm đặc lưỡi. Nếu như bọn hắn thân nằm vào linh trận vây khốn, chỉ sợ sớm đã bị thế công của linh trận cường tráng phá hết. Linh trận sơ được chuẩn bị thỏa đáng thật có chút đáng sợ. Hàn Sơn lau mồ hôi lạnh, nếu ngàn cấp chiến đấu với nhau mà rơi vào vây khốn thế này coi như là thoát ra được, cái giá phải trả vô cùng nghiêm trọng. Bất quá Hàn Sơn rõ ràng thực sự không phải tất cả linh trận sư đều có thể đồng thời điều khiển nhiều linh trận như vậy. Hiển nhiên quái vật Mộc Trần là dạng biến thái khác biệt hoàn toàn. Đạo nghệ về mặt linh trận của Mộc Trần đã đến trình độ cực cao. Cơ mà nghĩ đến đây hắn cũng cảm thán, sơn này ngạo khí hắn chẳng hề chịu phục ai bao giờ. Cơ mà người trước mặt đích thực là đồ biến thái. Tám người được gọi là thiên kiêu mà so với tên Mộc Trần này thật là đom đóm so với ánh trăng. Người với người thật là tức chết người. Bất quá thế công như thế chỉ sợ là không có cách nào tạo thành tương thế chí mạng đối với đầu bát phẩm thú linh. Mạc Phong trầm mặc đột nhiên nói. Đám cừu nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Tôi nói hiện tại đầu bát phẩm thú linh nhìn như bị Mục Trần xuống linh trận phô thiên cái địa công kích, nhưng nên nhớ rằng đầu thú linh đó có thực lực chí tôn bát phẩm, dù là chơi tới hiện tại vẫn chưa xuất hiện thường thế ảnh hưởng tới sức chiến đấu chút nào. Oành, trong lúc họ nói chuyện đột nhiên mảnh thiên địa bạo tạc nổ tung, đá vụn đầy trời, một đạo thân ảnh tràn ngập tử khí xung kích trùng thiên, cầm gừ một tiếng gợn sóng từ vòng phát ra, chấn át công kích của tòa linh trận thần sơn chiến. Lúc này nhìn thú linh bát phẩm có chút chật vật, từ khi toàn thân suy yếu một chút, bất quá nhìn tổng thể vẫn khó chơi. Mục Trần ngẩng đầu nhìn màn này mắt cũng hơi chớp chớp, không có nghĩ tới, chịu hơn 10 cái công kích luân phiên mà đầu bát phẩm thú linh vẫn chống đỡ được. Bá, mắt lập tức mang ngập trời. Tức giận của bát phẩm thú linh gắt gào khóa Mục Trần, bàn chân đột nhiên giẫm xuống từ khi cuộn cuộn như là nghiền trùng thiên. Mục Trần nhìn qua đầu bát phẩm thú linh đánh tới cũng chẳng nhúc nhích. Đợi nó thật sự tiếp cận lập tức Trần đột nhiên một đập ong ong, sau lưng hắn không gian xáo động lần nữa, vô số đạo linh ấn hiện hiện. Lần này hẳn là hai tòa linh trận đặc biệt quyền nào cực kỳ cường hãn, trong một thần trận hình như có tia sáng kỳ dị ngưng tụ cùng lưu chuyển. Chủ thần trận, mắt Mộc Trần lóe thấp giọng quát, lập tức hai tòa linh trận đột nhiên bộc phát, thấy từng sợi lưu quang ngưng tụ, sau đó xoẹt xoẹt xuyên thủng không gian vọt về phía đầu bát phẩm thú linh, đồng thời bao phủ nó. Hai tòa chu thần trận cuối cùng này chính là sát trận mạnh nhất Mục Trần bố trí ra.
Hơn nữa hai tòa chu thần trận này đã được tích tụ một lúc. Vì vậy bất luận là số lượng hay uy lực của chu thần quang so với lần thi triển lần thứ nhất cũng xa xa kinh khủng hơn. Những linh trận lúc trước chẳng qua là vật tiêu hao mà thôi. Chỉ có hai tòa chu thần trận cuối cùng mới là sát chiêu thực sự. Nếu bị đánh trúng thì đầu tú linh bát phẩm chắc chắn trả cái giá lớn. Khù khù, từng sợi chu thần xung quanh bao phủ tới, tử khí toàn thân đều là toàn thân đầu bát phẩm tu linh kịch liệt chấn động. Nó nhận ra nguy cơ, bất quá còn chưa kịp né tránh, thân thể nó đã bị chu thần trận bao phủ rồi trực tiếp xuyên qua. Bàng bàng, hư không bạo liệt, thân hình bát phẩm tu linh trực tiếp rơi xuống. Trên thân thể xuất hiện một cái hắc động to cỡ nắm đấm, trong hắc động tử khí nhào nhào tán loạn. Thân hình bát phẩm tu linh bắn nát đại địa, mà đất vạn trượng xung quanh đều sụp xuống, xuất hiện từng đạo vết rạn cực lớn lan tràn, trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ khu rừng rậm. Đám cửu phía xa thấy màn này mắt lộ kinh hãi, một chiêu tích tụ hồi lâu của Mục Trần quả là vô cùng cường hãn. Giờ phút này đầu bát phẩm tu linh cường hãn hơn chắc chắn vẫn bị thương nặng. Bụi mù ngập tràn đại địa, phiến khu vực biến thành một mảng hỗn độn. Mục Trần lăng không mà đứng, hắn cúi đầu nhìn xuống đại địa đổ sụp, đặt thở một hơi sâu. Lúc trước đồng thời điều khiển nhiều linh trận như vậy cũng khiến mi tâm hắn có chút đau đớn. Bất quá hắn không hề thư giãn một giây nào cả, vì hắn biết rõ, tuy rằng hắn áp chế được đầu thú linh bát phẩm kia một ít, thậm chí cuối cùng là bồi thêm hai tòa chu thần trận, nhưng đầu bát phẩm thú linh kia cũng chẳng phải quá hồng mềm, sao có thể dễ dàng giết bỏ nó như thế. Đồng, mà khi Mục Trần đang suy tư cái vấn đề này, dưới đại địa bỗng nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp. Mắt Mục Trần ngưng tụ, hắn thấy tử khí phía dưới đại địa giống như một mảng tử hải đang lan tràn tứ phía. Mà trong hải dương tử khí có một thân ảnh chật vật dị thường chậm rãi bay lên. Trên thân ảnh kia che kín lỗ thủng sâu ấm, tử khí không ngừng tán giật, thậm chí ngay cả bả vai nó cũng chóc ra nửa sắp đứt gãy. Hiển nhiên Mục Trần lúc trước dùng thế công tầng tầng lớp lớp, dù không thể gạt bỏ đầu thú linh bát phẩm, nhưng mà cũng đánh nó trọng thương. Giống, đồng thời tràn ngập tử khí kia nhìn thẳng Mục Trần, nó nổi giận rít gào thành tiếng, trong mắt nó hiện lên xích quang, bản năng nói cho nó biết hôm nay phải vồ lấy cái tên trước mắt này mà cắn xé, cạm nhiễm từng miếng xương cốt một. Mục Trần năng không mà đứng, mắt hở hững nhìn qua đầu bát phẩm thu linh đang muốn một lần liều chết với hắn. Chợt mắt hắn khép hờ, mi tâm có quang màng ngừng tụ, thấy một con mắt thứ ba kéo dọc chán là chậm rãi mở ra. Diệt sinh đồng, sát chiều đến kết thúc đau đớn cho đầu thú linh bát phẩm này. Chương 1047, Diệt sinh đồng chi uy. Con mắt đen như mực từ mi tâm của Mục Trần chậm rãi mở ra, trong đó tràn đầy hắc quang giống như đang ngưng tụ ánh sáng hủy diệt. Hắc quang theo thời gian lập lè, dường như đến cả không gian vô tận cũng bị nó xuyên thủng một cách dễ dàng. Ở đằng xa, đám cửu u nhìn thấy từ mi tâm Mục Trần mở ra con mắt thứ ba, thần sắc cũng rùng mình. Tuy nói từ khi Mục Trần đạt được vật ấy, chẳng qua chỉ dùng để hỗ trợ dò đường, nhưng mà bọn hắn lại rõ ràng vô cùng cái năng lực xuyên thấu không gian, nhìn trộm tứ phương tám hướng chẳng qua là năng lực bổ trợ của diệt sinh đồng mà thôi. Quan hệ của cửu u cùng Mục Trần đến mức nào thì không cần phải bàn, cửu u tự nhiên loáng thoáng nghe Mục Trần cập nhật về diệt sinh đồng. Nghe nói diệt sinh đồng là dùng con mắt của chính bản thân thượng cổ đa bảo thú luyện chế, có tiềm lực hóa thành thánh vật chính thức. Nếu nói về giá trị, tất cả chuẩn thánh vật bọn họ đạt được cộng lại cũng xa xa không bằng diệt sinh đồng. Chênh lệch giữa chuẩn thánh vật cùng thánh vật chính là một cái hào vô cùng rộng. Mà khi diệt sinh đồng xuất hiện, từ khi toàn thân bát phẩm tú linh đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt, thân hình sắp sửa lao ra của nó chính là cưỡng ép ngừng lại, thân thể căng cứng hiện ra một loại tư thế đề phòng tuột độ. Hiển nhiên nó nhận ra từ trong diệt sinh đồng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đến tận cùng. Trạng thái bây giờ của nó không phải hoàn mỹ nhất, lúc trước đã bị linh trận trùng điệp trùng kích tổn thương lớn, từ khi phòng ngự khắp toàn thân xuất hiện sơ hở cực lớn. Nếu bây giờ bị diệt sinh đồng đánh trúng chắc chắn nó tử vong. Tuy nó không có sinh mệnh nhưng với bản năng của nó vẫn tận lực tránh khỏi tuyệt lộ nếu có thể. Vì vậy từ khi trong mắt bắt đầu khởi động nhưng nó có phần thoái ý. Bất quá thời điểm này Mục Trần không để nó bị thương nặng mà còn chạy trốn được. Hắn gật đầu với đám cửu u đằng xa, mọi người hiểu ý lập tức thúc giục chuẩn thánh vật lần nữa,
ngăn chặn không cho thú linh bát phẩm này có đường trốn. Mà lúc đám cửu u hình thành thế chặn đường, Mục Trần cong ngón tay búng ra, một bình ngọc lăng không hiện, sau đó là lổ bung ra tạo thành dòng nước lũ cuồn cuộn lưu chuyển. Dòng nước lũ lưu chuyển uốn lượn làm linh lực phiến thiên địa càng hùng hồn lên. Từng mảng linh lực hình thành sương mù bên trong nước lũ phát tán ra ngoài. Cô nhìn lại rõ ràng phát hiện cái kia là do trí tôn linh dịch biến thành, mà nhìn chỉ thô sơ đơn giản lực đã gần trăm vạn. Chẳng lẽ Mục Trần thúc dục diệt sinh đồng phải nhờ nhiều trí tôn linh dịch như vậy mới có thể phát động? Cửu hơi ngẩn ra rồi hoảng sợ, chuẩn thanh vật trong tay bọn họ chẳng qua là dùng linh lực bản thân thúc dục cũng triển khai được một ít uy lực. Cơ mà nghĩ không đến diệt sinh đồng của Mục Trần cần mượn cả ngoại lực. Mục Trần phát hiện mọi người giật mình nhìn qua nước lũ linh dịch quanh thân, lòng cũng thở dài bất đắc dĩ. Muốn thúc giục diệt sinh đồng cần nhiều trí tôn linh dịch như thế hắn cũng là phải câm lặng. Quả thực làm cái động công đấy tiêu hao một lần cả trăm vạn trí tôn linh dịch, mà thân gia hiện giờ móc ra toàn bộ linh dịch chỉ là thúc giục được 4-5 lần mà thôi. Bất quá không nghĩ nhiều, muốn diệt đầu thú linh bát phẩm nhanh chóng để không xảy ra đêm dài lắm mộng chắc chắn phải mượn uy lực của diệt sinh đồng rồi. Nghe tới đây, Mục Trần chẳng do dự ấn pháp biến đổi, diệt sinh đồng ở mi tâm cả ngưng tụ thêm hắc quang, sau đó hấp tụ bộc phát như là trường kinh hấp thủy. Mà theo diệt sinh đồng cắn nuốt trí tôn linh dịch khổng lồ, thấy được màu đen trong con mắt dọc mi tâm càng thêm thâm sâu, từ xa nhìn lại phảng phất như một chiếc hắc động bé bé. Nếu nhìn lâu thì đến cả linh lực trong cơ thể bị tiêu tán lúc nào cũng không hay. Sắc mặt Mục Trần ngưng trọng, hắn cảm nhận lực lượng đang ngưng tụ ở mi tâm đáng sợ đến cỡ nào. Loại lực lượng này nếu bộc phát thì đầu của hắn chắc chắn bạo tạc nổ tung thành bông hoa muôn màu mất. Vì thế hắn liền hít sâu một hơi, không hề lãnh đạm, ấn pháp tiếp tục biến hóa. Mà theo biến hóa thì có vầng sáng màu đen ngưng tụ từng tầng trong diệt sinh đồng. Không gian xung quanh mắt hắn bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Từ khi quanh thân thú linh bát phẩm cuồn cuộn, thân hình nó nhanh chóng lùi lại, không dám đứng ở chỗ này nữa. Chỉ cảm nhận thoáng qua lực lượng kia có chút, nó đã là nhận ra nguy cơ sinh tử chính mình. Ong ong, Mục Trần không để ý đến. Nó lùi lại phía sau, hắc quang mi tâm càng thêm ngưng tụ, sau hơn 10 hơi thở rút cuộc ngưng tụ đến cực hạn. Thấy được trong mắt thứ ba có tầng tầng lớp lớp ánh sáng vàng đen hiện ra như muốn nổ tung lên. Diệt sinh đồng, diệt sinh thần quang. Tay Mục Trần kết ấn, thanh âm quát khẽ từ nội tâm hắn đột nhiên vang vọng. Màu đen trong cả mắt thứ ba chuyển động trực tiếp tập trung về thú linh bát phẩm đang lùi lại. Sau đó nháy mắt quang mang hắc bén lóe lên, một cái cột hắc quang to cỡ chừng trăm trượng bắn ra vô cùng mãnh liệt. Cột hắc quang này ngăm đen dị thường, trong đó phảng phất một loại cảm giác khiến thời gian cũng chịu đình trệ xên xệt. Hắc quang đi qua cũng không có hiện nội ra lực phá hoại cuồng bạo, nhưng chỉ yên lặng xẹt qua hư vô thôi, cũng khiến cho tất cả sinh cơ trên đường đi đều bị bá đạo gạt bỏ. Thậm chí linh lực trong thiên địa trên đường hắc quang xẹt qua cũng bị xóa một cách quỷ dị. Nơi xa, đám cửu thấy cột hắc quang này ra đầu bất giác run lên, một loại nguy cơ tử vong vào trùm tâm thần bọn họ. Mà hiện tại thú linh bát phẩm cũng cảm nhận giống vậy, nó gào thét thành tiếng, từ khi trong cơ thể không giữ lại chút nào mà bạo phát ra hết, liền trực tiếp biến thành một cái mặt tử thuẫn chắn ở sau lưng nó, mà bản thể nó trực tiếp quay đầu chạy như điên về phía xa. Vành, hắc quang diệt sinh bắn ra vô cùng mãnh liệt, trực tiếp oanh kích lên trên tử thuẫn. Càng ngạc nhiên là từ khi tràn đầy trên tử thuẫn không hề ngăn trở mảy may hắc quang chút nào, nên yên lặng mà bị hỏa tan cùng hắc quang. Hắc quang xuyên thủng tử thuẫn, một vòng hắc quang xoẹt qua phía chân trời, nhanh chóng đuổi theo bát phẩm thu linh đang bỏ chạy, sau đó trực tiếp oanh kích thẳng trên đầu nó. Mặc dù bát phẩm thu linh tức thì điền cuồng thúc dục khí hình thành phòng hộ, nhưng mà khi màu đen diệt sinh gào tét qua, chính là cỗ bát phẩm thu linh trực tiếp tiêu thất giữa hư không. Thân thể thu linh bát phẩm vẫn đang bảo trì tư thế vọt đi, nhưng sau một đát liền lung lay sắp đổ, chợt từ trên trời rơi xuống một cây đại thụ, liền chém đứt đại thụ thành hai đoạn. Mà từ khí cường đại trên thân thể nó lúc này biến mất sạch sẽ, chỉ lưu lại một thân thể khô héo dị thường. Đám cửu thấy một màn như vậy cũng lòng sinh kinh sợ, một lát sau mới hồi phục được tinh thần, sau đó ai cũng hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên là bị uy lực diệt sinh đồng của Mục Trần hù dọa. Thật không hổ là bảo bối có tiềm lực tiến hóa thành thánh vật. Cứu cảm thán lẩm bẩm nói, tuy nói
Thú linh bát phẩm bị tiêu hao rất nhiều lực lượng, nhưng mà uy lực của diệt sinh đồng vẫn nổ ra đáng sợ vô cùng. Uy lực như vậy so với chuẩn thánh vật của bọn họ hiển nhiên là cường hãn không cùng cấp bậc. Xem ra dù là chuẩn thánh vật vẫn có đủ loại phân chia khác nhau. Lúc này trên trời Mục Trần thấy bát phẩm thú linh bị giết cũng như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Và diệt sinh đồng ở mi tâm hắn cũng mang theo một tia mỏi mệt chậm rãi nhắm lại. Thân hình hắn khẽ động xuất hiện bên cạnh bát phẩm thú linh, tay áo vung lên, thân hình khô héo kia chính là hóa thành tro tàn từ từ tiêu tán. Chỉ còn lại một viên trái tim màu đen chậm rãi bay lên. Bên trong trái tim màu đen là tràn đầy tử khí đáng sợ, hiển nhiên trong ngàn vạn năm đã bị tử khí vô tận xâm nhiễm. Đây chính là thú linh chi tâm, đã Mục Trần muốn đi vào trong nội vực thần mộ, bắt buộc cần vật này làm bằng chứng cho tư cách. Mục Trần thu hồi thú tâm, thần sắc thả lỏng chỉ hoãn xuống. Tất cả chuẩn bị một hồi cuối cùng cũng không xảy ra chuyện, thành công săn giết bát phẩm thú linh. Hơn nữa càng mừng rỡ bọn hắn cũng không bị thương vong. Điểm này phóng nhãn toàn bộ các đội ngũ tiến vào thần mộ viên, chỉ sợ chỉ có những đội ngũ số 1 cùng với chủng tộc đỉnh tiêm mới làm được mà thôi. Uy lực diệt sinh đồng thật quá đáng sợ. Mắt Hàn Sơn vẫn kinh hãi nhìn chằm chằm mi tâm Mục Trần nói ra. Cơ mà cái giá trả cũng không nhỏ. Mục Trần bất đắc dĩ cười, thúc giục một lần trăm vạn chi tôn linh dịch. Dùng nhiều lần chỉ sợ cả chi tôn linh dịch dùng tu luyện cũng không có. Mọi người nghe vậy liền phì cười, biết Mục Trần chẳng qua nói đùa. Dù sao có bảo vật này nơi tay, có một cái thủ đoạn trấn nhiếp cực kỳ cường đại, tính mạng bảo đảm được tăng lên. Trên thế giới này chi tôn linh dịch nhiều hơn cũng không có trọng yếu bằng tính mạng bản thân. Nếu thú tâm đã tới tay, chúng ta trực tiếp tiến về phương nội vực thôi. Mục Trần nhìn thoáng qua đống bừa bộn rồi nói ra, hắn có chút không thể chờ đợi mà muốn vào nội vực rồi. Từ đó xác nhận thoáng qua, xem tính tuyệt cùng viễn cổ bất tử điều có hay không. Mọi người nghe vậy tự nhiên không có dị nghị, đều gật đầu. Mục Trần thấy thế cũng không kéo dài chút nào, tay áo vung lên hóa thành một đạo quang hồng mãnh liệt bắn ra. Đám cửu cũng lập tức phi thân theo sát hắn. Nếu không có sự quấy nhiễu gì, đám Mục Trần bay vút qua cánh rừng rậm này chỉ mất thời gian có mấy phút mà thôi. Nhưng mà khi qua cánh rừng, bọn hắn bất chợt phát hiện một cái nơi kỳ lạ. Đó là cái gì? Cửu kinh ngạc chỉ xuống dưới, chỉ thấy một nơi chỗ nọ trong rừng rậm có từng mảnh đất đai bị diệt. Những khe hở thật sâu hiển nhiên lúc trước nơi đây từng có bộc phát chiến đấu quy mô lớn. Hơn nữa những khe rãnh thật sâu này là kéo dài chỗ rừng rậm khác, mà chỗ kéo dài kia chính là nơi bọn họ diệt sát đầu thú linh bát phẩm. Mục Trần có chút trầm ngâm nói, xem ra thường thế trên đầu bát phẩm thú linh kia hiển nhiên là từ chỗ này lưu lại. Từ dấu vết đoán ra đây chắc chắn không phải tranh chấp cùng đội ngũ khác. Nơi đây tử khí quá nặng, chắc hẳn là chiến tranh giữa thú linh với nhau. Mạc Phong cẩn thận nhìn một hồi rồi nói, bộc phát chiến đấu giữa thú linh. Mạc Linh kinh ngạc nói, nếu như có đồ vật gì sinh ra lực hấp dẫn cực lớn với chúng, thì đến cả thú linh cũng có thể giết chóc lẫn nhau là điều quá ư bình thường. Mục Trần chậm rãi nói, tầm mắt bọn hắn lần theo dấu vết trên đất chợt nhìn, đột nhiên tầm mắt động lướt tới ngọn núi. Mắt hắn nhìn lại, đồng tử màu đen lập tức co rút nhanh. Chỗ đó là trong 1048, cửu chuyển thanh niên. Khi Mục Trần hạ xuống ngọn núi, mắt hắn nhìn phía trước, liền thấy được đằng sau ngọn núi là một tòa sơn cốc cực lớn. Sơn cốc hiện ra vẻ âm u tối tăm, tử khí kinh người tràn ngập khắp nơi đây, mà tử khí quá nồng đậm liền tạo thành từng đám tử vân phiêu lãng trên 9 tầng trời. Trong tầng mây có từng hạt mưa màu đen phiêu phù nhẹ nhẹ rơi xuống. Những hạt mưa này đều do tử khí biến thành cả. Độ lồng đậm của tử khí nơi đây vượt xa tất cả nơi mà Mục Trần từng chứng kiến ở thần thú tri nguyên. Hơn nữa sâu trong sơn cốc, Mục Trần có thể mơ hồ thấy được 10 thân ảnh màu đen. Chúng lặng lặng ngồi xếp bằng, toàn thân tràn ngập tử khí đầy trời, mà độ cường hãn tử khí phải hơn so gấp mấy lần thú linh bát phẩm đã giết lúc trước. Hiển nhiên đám mắc ảnh này là thú linh bát phẩm, hơn nữa đều là những con nổi bật bên trong đám thú linh bát phẩm là đẳng khác. Mỗi một đầu hắc ảnh đều mạnh hơn thú linh bát phẩm lúc trước rất nhiều. Đó là chỗ nào vậy? Đám cửu cũng đến cạnh Mục Trần, đồng thời nhìn qua sơn cốc một chút.
mà sắc mặt ai cũng biến đổi kịch liệt, mắt càng che giấu hoảng sợ cùng sợ hãi. Mục Trần lắc đầu nói, bát phẩm tu linh bị chúng ta săn giết lúc trước chỉ sợ nó muốn đi vào tòa sơn cốc, bất quá cuối cùng bị cưỡng ép chạy ra. Những dấu vết đánh nhau cùng thương thế trên người con thú linh bát phẩm cho thấy nó từng xung đột với thú linh trong sơn cốc này, cuối cùng là chịu thất bại chỉ có thể ly khai. Cố nghe vậy nhằn chán nhỏ lại, từ khí đối với thú linh mà nói, giống như bọn họ dùng linh lực trong thiên địa tu luyện, cho nên phần lớn thú linh là coi sơn cốc là bảo địa tu luyện. Tuy rằng linh trí thú linh không tính mạnh mẽ, nhưng dùng bản năng có thể vẫn thúc giục chúng tìm kiếm nơi tốt để tu luyện. Nhưng hình như nơi đây đã bị những thú linh khác chiếm giữ trước, chắc chắn không cho con linh thú kia vào. Chỗ này tối thiểu đã vượt qua 10 đầu thú linh bát phẩm, mặt Hàn Sơn trắng bệch nói. Đây chính là tương đương đội hình 10 chí tôn bát phẩm, nếu bọn hắn cố tình đâm vào, muốn rút ra an toàn chắc chắn không được. Mục Trần nhìn chằm chằm sơn cốc mi tâm có hắc quang hiện hiện. Diệt Sinh Đầu mở một tia, hắc quang xuyên thủng không gian, xuyên qua tử khí xen xệt khắp sơn cốc, để xuyên vào tận sâu bên trong. Sơn cốc này cực kỳ khổng lồ, càng không phát ra chút sinh cơ. Thu linh trong đây cũng không có nhiều, nhưng mỗi một đầu đều có tử khí kinh người, hiển nhiên đều đã đến cấp độ bát phẩm. Hơn nữa khi quan sát, Mục Trần phát hiện, những tu linh này chỉ có thể bên ngoài sơn cốc, còn ở chỗ sâu trong sơn cốc càng lộ ra thần bí khó lường, mà tử khí nơi đây cũng là nồng đậm nhất, nhưng không có một đầu thú linh bát phẩm nào dám xâm nhập trong đó. Sâu trong sơn cốc này đến cùng là thứ gì nhỉ? Mắt Mục Trần chớp lên, lòng có chút kinh nghi, hắn có chút trầm ngâm. Diệt Sinh Đầu đã triệt để mở ra, hắc quang lóng lánh xuyên thủng hư không, trực tiếp nhìn trộm chỗ sâu nhất trong sơn cốc. Tử khí nơi đó bị Diệt Sinh Đầu chiếu rọi xuyên thấu, cảnh vật trong đó lộ ra trong tập mắt Mục Trần. Sâu trong hình như là một mảng đầm lầy màu đen, đầm này vô cùng to lớn, bùn đất trong đó nếu nhìn cẩn thận phát hiện ra do tử khí cực kỳ nồng đậm tạo thành. Một cỗ âm hàn chí đáng sợ quanh quẩn trong thiên địa, khiến thiên địa linh lực nơi đây đều có chút ít dấu hiệu bị ô nhiễm. Mục Trần nhìn ngó mảnh đầm lầy, lát sau tâm thần đột nhiên động một cái, mắt vàng bất bị sấn động, hắn tập trung vào chỗ sâu trong đầm lầy. Chỉ thấy chỗ đó có một khối khô mộc sinh trưởng, mà lúc này bên trên khô mộc đang có một nhân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng. Đạo nhân ảnh kia không hề có sinh cơ và quanh thân cũng không có tử khí tràn ngập, đơn giản nhìn qua giống như người mới chết. Bất quá khi Mục Trần phát hiện nhân ảnh, đồng tử trong mắt càng mãnh liệt co rụt, bởi vì chỉ một thoáng qua hắn cảm nhận một loại uy áp nguy hiểm, mãnh liệt cực đoan từ nhân ảnh kia mang lại. Loại cảm giác uy hiếp này là vượt xa bất luận một con bát phẩm thú linh. Đạo nhân ảnh kia giống như là nhắm mắt ngủ say, bất quá nó tựa hồ là cảm ứng được có ai đó nhìn trộm mình, mắt dường như nhấp nháy di chuyển hình như muốn mở. Mục Trần thấy vậy liền tranh thủ thu hồi mắt. Rồi hắn như có điều nghĩ, nhân ảnh kia tuy không có tử khí quanh quẩn xung quanh, Mục Trần biết rõ đây vẫn là một đầu thú linh. Chứ điều đầu thú linh này cường đại hơn xa thú linh trước đó, nó không chừng đây là một đầu thú linh cừu phẩm. Nghĩ tới đây, Mục Trần cũng tự mình chấn động. Đây chính là so với cừu phẩm chí tôn tồn tại đỉnh phong của chí tôn cảnh, chỉ có thể đặt chân một bước này mới có tư cách nào đến cái đích cấp độ địa cấp chí tôn thôi. Nếu là đầu cừu phẩm thú linh này lao vào đám người họ, chỉ với sức mạnh một mình nó sẽ huyết tẩy cả đám Mục Trần. Bất quá vì sao đầu cừu phẩm thú linh lại một mình ở trong tòa đầm lầy? Hơn nữa nhìn vị trí nó dừng không giống như tu luyện, ngược lại như thủ hộ đợi cái gì. Mục Trần nhanh suy nghĩ chợt dừng lại phát hiện gì đó, hắc quang ở mi tâm lập lòe, ánh mắt lần nữa bắn về chỗ sâu trong sơn cốc, trực tiếp nhìn về trung ương mảnh đầm lầy rồi tìm kiếm khắp bốn phía. Ở chỗ đó hắn cảm ứng được một ít chấn động không đồng dạng với nơi đây. Mục Trần tìm kiếm một lát đã thấy, rồi là bởi vì chấn động khác biệt trong đầm lầy tràn đầy tử khí nhận ra dễ vô cùng. Vì vậy thời gian ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, mắt Mục Trần nắng ngưng tụ về chỗ đầm lầy. Sau đó trong mắt hắn hiện nồng đậm không thể tưởng tượng. Xuất hiện trong tầm mắt Mục Trần chính là một đầm nước rộng 20 trượng. Đầm nước đó thanh tịnh sạch sẽ, từ đó tản ra linh khí nồng đậm. Hơn nữa, trong thủy đầm sinh trưởng nhiều đóa thanh liên, sinh cơ giặt xào. Mục Trần kinh ngạc nhìn đầm nước, nếu như bên ngoài vạn thú mộ hắn là chẳng chú ý đến đầm nước như vậy. Nhưng nơi đây lại bất đồng, ở nơi đây không có bất kỳ sinh cơ nào lại xuất hiện một cái thủy đầm tràn ngập sinh khí,
Điều này hiển nhiên kỳ quái vô cùng. Hơn nữa sinh khí trong đầm nước dường như rất mạnh, có chút thái quá. Nhưng mà chẳng qua là sức sống này chỉ tồn tại trong đầm nước, tới ngay cả bên cạnh bờ nó cũng chưa từng có luyện ra chút sinh cơ. Cho nên xung quanh thủy đầm vẫn là không khí trầm lặng, mà thanh niên trong đầm nước chính là sinh khí đẹp nhất nơi đây. Mà nói về lý luận bình thường sẽ là ở nơi cực tử vốn không nên tồn tại sinh khí, trừ khi nơi đây cũng tồn tại dạng như đà bảo thú vẫn là khí thức bảo hộ. Lúc trước Mộc Trần cảm ứng qua, nơi này không có bất kỳ khí thức cường đại nào lưu lại, cho nên thủy đầm tràn ngập sinh khí này là do thiên địa sinh ra. Mộc Trần nhanh suy nghĩ, dù nơi đây là tử khí nồng đậm đến mức tận cùng, nhưng vẫn có cái gọi là hết cơn đói khổ tới ngày sung sướng. Thiên địa có cân bằng chi đạo, khi tử khí đã mạnh mẽ tới cực hạn thì bên trong cái chết cũng sinh ra tân sinh. Mà những đồ vật ra đời theo hướng đó chính là thiên địa chi bảo, hiếm có vô cùng. Trong đầm nước này tất có kỳ bảo ra đời. Trong mắt Mục Trần tinh quang lập lè, diệt sinh đồng ở mi tâm ngưng tụ quang mang mãnh liệt. Hắn không quan tâm mệt mỏi mà trực tiếp thúc dục toàn lực để nhìn sâu trong thủy đàm, tận cùng đầm nước. Theo thời gian dần dần qua, tầm mắt Mục Trần trở nên rõ ràng, mà con mắt Mục Trần cũng rơi vào lúc này đột nhiên trợn to. Ở đáy đầm nước sinh trưởng một đóa thanh niên cỡ nắm tay, xanh biếc giống phỉ túy, đang lặng lặng sinh trưởng. Nó rõ ràng xuyên vào bên trong đầm lầy tử khí nhưng lại phát ra ánh sáng long lanh, không có nhiễm chút bụi trần. Một cỗ sinh cơ kinh người chấn động phát ra từ nó, làm cho đầm nước cũng trở lên thanh tịnh. Bích ngọc thanh niên kia có chút mở ra, mở chỗ hạt sen, tức là có thêm một cái viên giống như bạch ngọc thanh niên. Mặt ngoài liên tử có đường vân huyền ảo che kín mít. Đây không phải do con người tạo ra, mà là thiên địa vẽ ra, phảng phất như nổi lên sinh cơ bành trướng cùng thiên địa linh lực vô cùng tinh thuần. Đây là... Mục Trần kinh ngạc nhìn qua thanh niên vẹn vẹn to chừng quả đấm. Lát sau trong nội tâm hắn nhịn không được mà hít sâu một hơi thì thào lẩm bẩm: cửu truyền thanh niên, cửu truyền linh niên, chính là một loại thiên tài địa bảo, nấp thụ sinh khí trong thiên địa để sinh ra, dị thường huyền diệu, nghe nói có thể nghịch chuyển sinh tử, huyền ảo khó lường. Hơn nữa nó có thể rất vừa lòng người, chính là có tin đồ nếu nuốt luyện hóa nó có thể tăng tỷ lệ thành công đột phá gông cùm xiềng xích chí tôn cảnh. Mọi người đều biết bên trong đại thế giới muốn đột phá đến địa chí tôn là khó khăn bậc nào, vô số thiên kiều tiêu hao hết nhuệ khí cùng với thiên phú ở chí tôn cửu phẩm, sau đó dừng ở cửu phẩm chí tôn cả đời, không thể bước một bước sống nghịch thiên cải mệnh chính bản thân mình. Cũng bởi như thế, những thiên tài địa bảo có thể tăng tỷ lệ phá tan gông cùm xiềng xích của chí tôn cảnh mới càng chân quý. Giá trị của nó cơ bản không có cách nào hình dung, mà dưới ánh mắt cửu chuyển linh niên này chính là cái xếp thứ nhất. Đối mặt với gì bảo bậc này, tất cả Mục Trần cũng nhịn không được mà tim đập rộn lên. Địa chí tôn đây là cấp độ hắn tha thiết ước mơ, chỉ có đặt chân vào cấp độ này thế gian không có người nào còn có thể khinh thường hắn được nữa. Hay, Mục Trần hít sâu một hơi có chút khó khăn thu hồi ánh mắt lại. Trên ngọn núi, hắn mở to mắt, ở sâu trong mắt một vòng cuồng nhiệt đang bắt đầu khởi động. Hắn lúc này mới hiểu được tại sao có nhiều thú linh mạnh như vậy tụ tập, thậm chí đưa đến một đầu cửu phẩm thú linh. Người này là chúng đến vì cửu chuyển thanh niên. Chỉ cần có thể nuốt vào đấy, dù là thân thể chúng đã tử vong nhưng như cũ vẫn có thể mượn sức sống mới để ra đời. Do đó, xen vào thời khắc sinh tử, hóa người không chết, mở ra một loại tu luyện chi đạo khác, trở thành dị loại trong thiên địa. Đối với thú linh mà nói, chúng không có cách nào kháng cự sự hấp dẫn, bản năng thúc giục chúng vì vật kia mà bất chấp liều mạng. Cho nên nếu hắn muốn cướp cửu chuyển thanh niên, vậy tất phải hội dẫn tất cả thú linh nơi đây điên cuồng. Đến lúc đó hắn đối mặt với một đám bát phẩm chi tôn thú linh cùng một đầu cửu phẩm thú linh điên cuồng đuổi giết. Loại đuổi giết này đến đội ngũ đỉnh tiềm khắc chắc chắn cũng toàn quân bị diệt. Bởi vậy, nếu không đủ lý trí buông tha vật này hiển nhiên là tốt nhất. Nhưng mà, Mục Trần niếm niếm môi con người màu đen, xoẹt các vòng cuồng nhiệt, dị bảo như thế hắn thật không muốn buông tha. Nếu nghĩ như vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm một lần thôi. Trong 1049, sông vào cốc.
Như thế nào đây? Trên đỉnh núi Cửu nhìn Mục Trần dò hỏi. Địa phương này trước mắt nguy hiểm vô vàn đang rình rập, khó lòng vượt qua. Mục Trần thấy mọi người theo dõi hắn, chợt mỉm cười khẽ. Trong vùng thung lũng này còn 18 con bát phẩm thú linh cùng một đầu cửu phẩm thú linh. Hí! Nghe Mục Trần nói dù là có sự chuẩn bị cũng cầu nhịn được mà hít một hơi lạnh. Mà hắn không ngờ rằng lại có bát phẩm thú linh tồn tại cùng một đầu cửu phẩm thú linh. Đây chính là có thể so với cửu phẩm chí tôn tồn tại à? Một cửu phẩm chí tôn coi như tất cả các tộc tuyệt đối có thể đảm nhiệm vức chức vụ tinh nhuệ, trở thành tinh anh đỉnh cấp trong tộc. Cửu Ô cũng là mặt lộ ngưng trọng. Cửu phẩm chí tôn phóng nhãn toàn bộ đại La Thiên vực, cũng chỉ có Tam Hoàng mới đạt được tầng thứ này. Ta có ý định đi thử xem. Lúc này bọn hắn tại thời điểm chấn kinh, câu tiếp theo của Mục Trần bọn hắn càng trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí cả Cửu cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Trần, hiển nhiên không rõ vì sao hắn lỗ mãn như vậy. Trong đội hình lúc này đừng nói là bọn hắn đội ngũ như một, e rằng đem mấy cái đội ngũ đỉnh cấp vào tụ tập cũng bị miểu sát hết. Mục Trần nhìn mọi người khiếp sợ nói, các người không cần cùng ta vào, chỉ một mình ta tiến vào là được. Quay mắt nhìn về đội hình khủng bố, bởi vì những người tiến vào mà chỉ sợ liên lụy họ. Bọn Hàn Sơn mặt nhìn nghèo cuối cùng, Cửu Ô quay lại chào mày nói, người muốn dùng thô nôi thú tâm. Nàng đối với Mục Trần có chút hiểu rõ, tuy nói thực lực không tính theo lẽ thường, trước khi hắn có một chỉ đạo quân cường đại, bằng vào lực lượng chiến trận sư, hắn cùng đội hình mới có thể chống lại mà thú của Sơn Cốc kinh khủng kia. Mà hiện tại không có quân đội, chỉ một khả năng là dùng thô nôi thú tâm. Bất quá một khi người không có thô nôi thú tâm, Bạch Minh sẽ không cố kỵ nữa. Hàn Sơn nhịn không được bèn nói, Bạch Minh kia cũng không phải loại lương thiện. Trước kia Mục Trần mượn thô nôi thú tâm chấn nhiếp, chỉ khi nào thô nôi thú tâm không còn lấy thủ đoạn, tên kia nhất định sẽ không bỏ qua cho Mục Trần. Mục Trần cười cười chỉ vào Sơn Cốc tràn đầy tử khí, ta chỉ lấy thô nôi thú tâm chấn nhiếp thoáng qua, còn Bạch Minh kia còn chưa đáng để ta dùng nó. Lời hắn bình tĩnh nhưng mà có điều ẩn chứa tự tin. Bạch Minh kia xác thực rất mạnh, dựa theo suy đoán của hắn, thực lực là gần bát phẩm chí tôn, thậm chí còn cầm trong tay thánh chuẩn thánh vật. Chưa kể giảo hoạt tàn nhẫn, không thể nghi ngờ là viễn siêu phía trước bọn hắn đối phó bát phẩm thú linh. Tuy Bạch Minh lợi hại nhưng không có nghĩa Mục Trần là quả hồng mềm. Nếu cứng đối đầu, Mục Trần cũng nắm chắc trong tay không cho đối phương được như ý muốn. Hơn nữa, trước mắt hắn đã là lục phẩm chí tôn đỉnh phong, cách thất phẩm chí tôn chỉ một bước. Nếu thời điểm hiện tại hắn sợ cần một tháng khổ tu mới đột phá, nhưng trước mắt lại có cơ hội là cửu chuyển thanh niên. Tuy nói vật ấy chỉ tác dụng lớn nhất khi chủng kích địa chi tôn, nhưng chứa thiên địa linh lực tinh thuần khổng lồ, nếu đem nuốt Mục Trần bước được một bước trở thành thất phẩm chi tôn. Một khi đạt tới thất phẩm chi tôn, sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Đến lúc đó dù là không có thôn nồi thú tâm, hắn cũng không sợ Bạch Minh kia. Bọn cửu nhìn Mục Trần ý đã quyết cũng không khuyên bảo. Hơn nữa bọn hắn cũng biết uy lực của thôn nôi thú tâm, tuy nói thú linh trong sơn cốc lợi hại, nhưng sợ bọn họ cũng không có chịu được công kích của nó. Vậy thì ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đi trước. Mục Trần gật đầu, bọn hắn là ở chỗ này cũng chẳng giúp ích được gì, vạn nhất ngoài muốn ngược lại còn làm Mục Trần phân tâm. Giúp ta chú ý khu vực này, Mục Trần nói hắn không muốn giải quyết xong đám thú linh rồi lại bị kẻ khác ngư ông đắc lợi. Cứu gật đầu cũng không có kéo dài, chợt quay người bay đi. Mà bọn Hàn Sơn dù có chút hiếu kỳ về mục đích của Mục Trần cũng không ngừng, không có mở miệng hỏi thăm. Vì vậy nhanh chóng theo Cửu U rời đi. Mục Trần nhìn thân ảnh đám Cửu U rời đi, đến khi họ hoàn toàn biến mất mới đem ánh mắt nhìn phía thung lũng kia. Hắn hít sâu một hơi, tay nắm chặt thôi nôi thú tâm chợt lóe ra trong tay hắn. Đành nhờ vào các ngươi, Mục Trần lẩm bẩm, thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay về khe cốc nan tràn tràn ngập tử khí. Càng tiếp cận khe cốc, tử khí càng đậm đặc, bầu trời vẫn bị mây đen chiếm giữ. Từng giọt mây đen rơi xuống khiến thiên địa đều bị bao phủ một thanh âm âm lãnh bên trong. Loại âm lãnh này bao phủ cơ thể Mục Trần càng ngày càng trì trệ, cơ thể bên ngoài bị tử khí bao phủ tựa như muốn ăn mòn. Thấy tình huống như vậy, Mục Trần không dám chậm chạp, liền là vận chuyển Long Phượng Thể. Kim quang từ cơ thể phát ra, tiếng rồng ngâm phượng hót trực tiếp đem tử khí xâm nhập vào cơ thể đánh tan. Siêu siêu. Mượn nhờ Long Phượng Thể phòng hộ, Mục Trần trực tiếp bay vào
đám mây đen bao phủ trong sơn cốc. Mà sau khi chân hắn đặt vào sơn cốc, bỗng từng bóng người màu đen ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, miệng phát tiếng gầm nhẹ. Bạch, mấy đạo bóng đen dẫn đầu bay ra, hóa thành hắc quang bay thẳng tới Mục Trần với sát ý không che giấu được. Mục Trần nhìn những thứ bóng đen bay ra, bèn né tránh không dây dưa lâu, vì rằng có với mấy thú linh này chỉ sợ không thể ra khỏi sơn cốc. Hồ, hắn hít sâu một hơi, thủ ấn biến đổi liên tục. Phượng chi linh trước chiếm giữa cánh tay hội tụ sau lưng, linh quang khởi động, một cánh phượng hoàng dang rộng. Oành, cánh phượng mở ra, tốc độ Mục Trần tăng vọt, quỷ mị xuyên qua hư không, trực tiếp bay qua mấy cái đầu bát phẩm thú tô linh đang cố ngăn cản, bay thẳng vào sơn cốc. Giống, mấy con bát phẩm thú linh còn lại biến sắc bên kia chặn đường, nhìn thấy thất bại, lúc này vẫn nộ gầm thét, toàn bộ bay về hướng Mục Trần đi. Siêu siêu, Mục Trần nằm mượn cánh phượng gia tăng tốc độ tới kinh người, linh hoạt thẳng qua. Những cái con bát phẩm thú linh kia đang chặn đường, lợi dụng trí tuệ bọn chúng kém, tìm được sơ hở rồi bay vào sơn cốc, không ngừng né tránh sự vây hãm, đuổi bắt bên trong. Mục Trần cuối cùng đặt chân vào mảnh đất đầm lầy đầy tử khí. Khi hắn bước vào phạm vi đầm lầy đầy tử khí, ở đằng sau bên trong cửu phẩm thấu linh trực tiếp bằng trên đoạn gỗ khô mở mắt. Trong đôi mắt không có còn mảnh trống rỗng, nhìn lại tựa như có chút hào quang so với bát phẩm thú linh có một chút linh trí. Rỗng, cửu phẩm thú linh nhìn về phía Mục Trần chợt gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một khoảng cách xa xa tung quyền. Oành, đấm ra một quyền không gian trước mắt vỡ vụn ra, bàng bạc mênh mông tử khí xuyên thấu không gian thoáng chốc xuất hiện trước mặt Mục Trần. Từ khi đáng sợ cuồn cuộn đến, Mục Trần ấn pháp liên tục biến đổi, quyền vừa bay tới trước mặt lập tức cứng lại, sau đó giống như là trọng thạch ngàn cân từ trên trời giáng xuống đập vào mặt đất, mà cho tử khí kia cũng liên tục trùng kích đem mảnh núi lớn vô cùng trực tiếp phá tan thành từng mảnh nhỏ. Khi chặn được tử khí trùng kích, nhưng Mục Trần vẫn bị dư âm còn lại ảnh hưởng, chấn cho khí huyết trong cơ thể sôi cuồn cuộn. Lúc này hoảng sợ, cửu phẩm thú linh quả nhiên đáng sợ. Nếu như chính diện giao phong mà nói, lấy thực lực bây giờ của hắn, dù là có dốc hết thủ đoạn chỉ sợ không thể chống lại lùi được vài hiệp. Mà ở sâu bên trong, cửu phẩm thú linh thấy Mục Trần né tránh vẫn không có đuổi theo, bởi nó không muốn rời phạm vi cửu chuyển thanh niên miễn xảy ra việc ngoại ý muốn. Bất quá Mục Trần muốn sử dụng thô nồi thú tâm, nhất định phải dụ nó tránh xa cửu chuyển thanh niên. Lúc này lòng khẽ động, quay đầu nhìn một hướng khác, hiển nhiên ý định dọc theo ranh giới tử khí đầm lầy mà xâm nhập bên phía sau hắn. Những bát phẩm thú linh kia cố gắng đuổi theo kịp Mục Trần trong vô vọng. Giống, cái cửu phẩm thú linh kia cũng phát giác ý đồ của Mục Trần, nó cảm ứng thấu nơi đầm lầy Mục Trần đứng, lúc này không thể ngồi yên, gào thét làm tử khí như báo táp tàn sát bừa bãi. Bàn chân đột nhiên giẫm mạnh một cái, thân hình biến mất, khi xuất hiện đã là ở cạnh chân trời. Khi cửu phẩm thú linh hiện ra trong tầm mắt Mục Trần, hắn lập tức cảm nhận áp lực thiên địa bỗng tăng vọt, da hắn càng lúc càng đau đớn, đó là cảm ứng rất nguy hiểm. Nếu Mục Trần quyết định thật nhanh, cánh phượng khởi động thay đổi một cái hướng khác bay đi. Ở phía sau, cửu phẩm thú linh đang nhanh chóng đuổi theo, còn những bát phẩm cũng gầm theo sát. Dù lực lượng cường đại nhưng trí tuệ thấp kém, bất quá là Mục Trần giật mình là tốc độ cửu phẩm chí linh chí tôn kia, dù là mượn lực lượng phượng hoàng chi nhưng vẫn là bị đuổi kịp sát nút. Tiếp tục như thế, cửu phẩm thú linh kia chắc chắn đuổi kịp hắn. Mắt Mục Trần có chút sáng lên, chợt là hít sâu một hơi, thân hình khẽ động xuất hiện phía trên ngọn núi. Khi xoay người nhìn thấy tử khí âm u đang cuồng cuộn kéo tới, bàn tay hắn duỗi ra từ trong áo, thôn nồi thú tâm chợt xuất hiện, mang đến tiếng sấm. Không sai biệt lắm, Mục Trần tự lẩm bẩm, mắt chợt hung ác, thôn nồi thú tâm hóa thành một đạo ngân quang, hướng tử khí ngập trời mà bay đi. Chương 1050 Hủy diệt. Một luồng ngân quang xẹt qua phía chân trời, mãnh liệt hướng đến cửu phẩm linh thú cùng bát phẩm thú linh. Mở có tiếng sấm vang lên, mang đến một cỗ hủy diệt chí. Luồng ngân quang này nhìn như không có đáng chú ý, nhưng lúc cửu phẩm thú linh đang lao đến cũng phải cường ngạnh dừng lại. Mắt nó chằm chằm nhìn vào luồng ngân quang đó. Tuy bản thân không có trí tuệ nhưng bản năng thiên bẩm làm cho nó nhận ra bên trong luồng ngân quang thoạt nhìn không có gì chú ý, lại là chứa đựng khí tức hủy diệt.
Tuy cửu phẩm thú linh là tử vật, nhưng nếu để ngân quang kích chúng, sợ rằng nó là hôi phi yên diệt, hóa thành tro tàn tiêu tán trong thiên địa. Vì thế, trong mắt cửu phẩm thú linh trực tiếp quay đầu cấp tốc thoát đi. Nếu không e rằng hôm nay nó thực là bị hủy diệt. Ầm ầm. Bất quá tuy nó có bản năng kinh thế hãi tục, nhưng phía sau rất nhiều bát phẩm thú linh yếu hơn bọn chúng, chưa biết tình huống vẫn duy trì tốc độ vọt tới trước, liền đụng phải cửu phẩm thú linh điên cuồng bay ngược về. Cửu phẩm thú linh không ngờ tới, liền đâm sầm sầm vào đám bát phẩm thú linh, gây ra một đống hỗn loạn. Vì thế tốc độ của cửu phẩm thú linh bị trì trệ trong phút chốc. Ong ong, trong nháy mắt ngắn ngủi, luồng ngân quang xuất hiện trước mắt, giống như hơi run lên. Sau đó một khắc, tiếng lôi minh oáng đáng sợ từ trong luồng ngân quang phát ra. Ầm ầm ầm, phảng phất như diệt thiên thần lôi sáng thế, thanh âm lôi minh phát nổ như là muốn làm cho đại địa nứt ra. Ba vụ nổ cao đến vạn trượng. Trong mấy tức ngắn ngủi đó, phạm vi vạn trượng đều nghe rõ ràng, lôi quang phô thiên cái địa như lôi trượng, lôi tường dày đặc ở trên bầu trời tỏa ra. Trong nháy mắt, phảng phất cả phiến thiên địa đều hóa thành ngân sắc, thậm chí ngay cả tử vân bao phủ cũng bị chấn tan. Một cỗ ba động đáng sợ sắp bạo phát. Mắt Phục Trần nhìn lôi quang phô thiên cái địa kia, trong con người toát ra vẻ kinh hãi. Áp lực của thổ nội thú tâm vượt xa dự liệu của hắn, uy lực tuyệt đối trần chính hủy thiên diệt địa. Giới địa chí tôn e rằng không ai có khả năng ngăn cản công kích đáng sợ như thế. Vì thế Mục Trần quyết định sau lưng phượng rực vỗ điên cuồng bay hướng ngược lại với thổ nội thú tâm. Nếu không sóng xung kích nào ra chỉ tợ sẽ chỉ sợ bị liên lụy. Thời điểm bạo lùi ấn pháp Mục Trần biến hóa, cả người kim quang bao phủ một tiếng long ngầm phượng minh vàng. Chỉ thấy chân nòng chi linh cùng chân phượng chi linh xuất thể, hóa thành quang ảnh cao một trượng, vườn quanh thân thể Mục Trần hình thành một tầng phòng ngự cương đại. Bất quá tuy đem lòng phượng thể thôi động đến tận cùng, Mục Trần cũng không có yên lòng. Suy nghĩ liền ngưng tụ đại nhật bất diệt kim thân, đem hắn vào phủ bên trong. Ầm ầm, lúc Mục Trần thôi thúc phòng hộ hết khả năng thì tại nơi xa, dưới sự dẫn động của hắn, thổ nội thú tâm rốt cuộc muốn bạo tạc. Đó là lôi đình chi lực do một đầu viễn cổ thổ nội thú hấp thu áp dục vô số năm. Lôi quang cuồn cuộn như kinh đào hải lãng vạn trượng từ nơi xa bạo phát. Nơi nào đi qua nơi đó cũng không gian bằng toái, đại địa bạo liệt. Từng đạo liệt vùng lớn cả vạn trượng toàn bộ đem sơn gốc bao phủ bên trong. Lôi quang đến đâu hủy nơi đó hết thảy hóa thành tro tàn. Mà đứng mỗi triệu sao là đám thú linh bát phẩm, thân thể khô héo cứng rắn chống lại trùng kích nhưng không có chút hiệu quả. Khi lôi quang xạ tới thân thể chúng từng con bạo toái, cuối cùng dưới lôi quang xạ kích bọn chúng hóa thành tro tàn. Chỉ duy nhất còn cửu phẩm thú linh là có thể kháng cự. Từ khi mênh mông từ thân thể bạo phát, đem lôi quang kháng lại trong nháy mắt. Bất quá trong tích tắc, lôi quang lần nữa đánh lên. Từ khi bị cường ngạnh phá hủy, thân thể cửu phẩm lôi thú bị nhấn chìm trong lôi quang dày đặc. Thiên địa phảng phất là thế giới lôi quang, mà lúc đám thú linh bị nhấn chìm thì đồng dạng Mục Trần cũng không có tốt hơn nạp bao. Tuy hắn sớm linh cảm mà lui, vẫn đánh giá thấp uy lực của thổ nội thú tâm. Sở dĩ Mục Trần toàn lực lui lại, nhưng hắn vẫn tận mắt thấy một tầng lôi quang cuồn cuộn xung kích đến, mang hủy diệt chi thế mạnh mẽ đánh trên đại nhật bất diệt kim thân của hắn. Ầm, một sát na kia, thiên địa chấn động, trên thân thể đại nhật bất diệt kim thân cao lớn kia, từng đạo vết nứt lan tràn, chợt nổ tung hóa thành quang điểm đầy trời. Vốc suy, dù có đại nhật bất diệt kim thân chống đỡ xung kích, nhưng Mục Trần vẫn bị chấn động phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể như muốn vỡ vụn. Cuối cùng phanh một tiếng đập mạnh, lún sâu vào đại địa, xương cốt cả người hoàn toàn vỡ nát. Lôi quang mênh mông cuồn cuộn đem sơn cốc này phá hủy không còn một mảnh. Ở nơi cách xa sơn cốc rất xa, lúc bọn cửu u đang lùi lại cũng cảm nhận cỗ xung kích đáng sợ này. Lúc này cả đám dừng lại, mặt ngưng trọng nhìn mảnh thiên địa bị lôi quang vào phủ ở đằng xa. Quy lực thật đáng sợ, Hàn Sơn ngơ ngác nói, dù cách xa như thế nhưng xung kích vẫn làm người ta kinh ngạc. Nếu ở phạm vi gần, họ chắc chắn chết. Cố nhẹ cắn môi, trong mắt đẹp hiện nào, bất quá nàng hít sâu một hơi nói, chú ý bốn phía, đừng để người khác tới gần. Mặc Phong cùng mọi người nghe thế, nhẹ dừng gật đầu, chuyện đến nước này thì bọn họ chỉ tầm niệm rằng Mục Trần vô sự. Mỗi lúc bọn cửu đang cảnh giới hướng xa xa,
Trên ngọn núi một làm y nam tử đột nhiên quay đầu nhìn hướng này. Hắn nhướng mày chớp mắt cảm giác một luồng linh lực xung kích đáng sợ. Lam y nam tử là phượng hoàng tộc Bạch Minh. Bạch Minh đại ca, cố lực lượng kia. Bên cạnh Lam y nam tử, bóng người dần hiện, sắc mặt có chút kinh hãi, hiển nhiên nhận ra trong thiên địa mơ hồ có linh lực cuồng bạo. Lực lượng cuồng bạo này hẳn là lôi đình chi lực, uy lực này chỉ sợ ngay cả cửu phẩm chí tôn cũng chịu không nổi. Bạch Minh mắt híp lại, chợt mắt hiện nét vui vẻ cười nhạt nói, đúng là đánh giá cao tên kia, thậm chí đối phó một cái con bát phẩm tu linh là bị bức đến tình trạng này. Dưới cái nhìn của hắn, nếu Mục Trần cùng đội ngũ muốn rảo sát bát phẩm tu linh không phải chuyện dễ dàng. Nếu như không muốn trả bằng thương vong, chỉ thể đánh đổi bằng sử dụng thổ nội thú tâm. Bạch Minh ngẩn ra chợt mừng rỡ nói, tiểu tử kia đem thổ nội thú tâm dùng, hết thảy đội ngũ tiến vào thần thú chi nguyên đều không có lực lượng này, trừ thổ nội thú tâm trong tay tên kia, hẳn là những người khác đều không có. Bạch Minh gật đầu mắt nghiêm túc nói, bất quá vào đấy uy lực thật đáng sợ, nếu tên kia dùng trên người chúng ta chỉ sợ chúng ta là lành ít dữ nhiều. Hắc hắc, bất quá sau này trong tay Bạch Minh đại ca tên kia còn gây được sóng gió gì sao? Bạch Bần nhếch miệng cười. Bạch Minh khẽ mỉm cười mất thô nồi tú tâm. Mục Trần trong mắt hắn chẳng có bao nhiêu khác run rế. Sau này gặp hắn, tất cho tên tiểu tử kia biết đắc tội là ngu xuẩn thế nào. Trước tiên, giải quyết một đầu bát phẩm thu linh này đi. Bạch Minh lắc lắc đầu không quan tâm tới kẻ, chỉ là run rế. Ánh mắt nhìn phía trước, nơi đó nguyên bản là thú linh quần, đã bị nhiều cường giả phượng hoàng tộc bao vây quét sạch, chỉ còn một cái con bát phẩm thú linh đang điên cuồng trùng kích muốn thoát khốn. Bạch Minh thủ trưởng nắm chặt bằng làm vũ phiến dần hiện, chợt thân hắn biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại là phía trên đầu bát phẩm thú linh, vũ phiến trong tay vỗ hừ, băng lam hàn khí như phượng hoàng vỗ cánh phóng xuất, hóa thành lưu thủy nhấn chìm bát phẩm thú linh. Hàn khí lướt qua là hóa thành băng điêu sống động. Thân thể Bạch Minh nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu của băng điêu, mắt hờ hững, mỗi chân nhẹ miết một cái băng điều kia răng rắc một tiếng, hóa thành bột phấn tiêu tán trong thiên địa. Một viên thú tâm ngập tràn tử khí từ từ bay lên bị Bạch Minh chụp lấy, túy nắm trong tay. Tuy thưởng thức thú tâm nhưng mắt lại hướng về nơi xa, khóe miệng nhếch lên vẻ trầm trọng. Hắn hy vọng Mục Trần có cam đảm đi tới nội vực, như vậy hắn mới có thể để Mục Trần biết được run rế khiêu khích cự thú là tuột cùng bao đáng thương. Bên trong sơn cốc một mảnh đổ nát, sơn phong khổng lồ bốn phía cùng với từng tòa cô phong đều bị san thành bình địa, liệt phùng vạn trượng nan tràn như vực sâu tận cùng. Sơn cốc khổng lồ này hiển nhiên đã bị hủy tan tành. Mà bên trong sơn cốc tan nát, một cự thạch bỗng nhiên bị chấn bay, một đạo nhân ảnh bay lên rồi hạ xuống, quần áo rách nát, người này vết thương khóe miệng tràn đầy máu, nhìn sơ qua khá chật vật. Đạo thân ảnh kia chính là Mộc Trần. Mục Trần nào vết máu trên khóe môi, ngẩng đầu nhìn qua sơn cốc, mặt hiện vẻ đáng sợ. Uy lực của thô nội thú tâm quá khủng khiếp. Mục Trần nhìn xung quanh không phát hiện ra tung tích bất kỳ thú linh, hiển nhiên là chúng nó đã bị hủy diệt hết rồi. Không biết cửu chuyện thanh niên kia thế nào. Nghĩ tới đây, Mục Trần chợt biến sắc, thân hình nhanh vọt tới. Hắn vì cửu chuyện thanh niên mà ngay cả lá bài tẩy là thô nội thú tâm cũng dùng tới. Lỡ như cửu chuyển thanh niên bị sùng kích của thô nội thú tâm mà hủy đi, hắn thật hối hận đến phát điên. Hừ, Mục Trần vội vàng bay qua mảnh đại địa hoàng tàn, phút chốc xuất hiện ở một đầm lầy tử khí. Bất quá đầm lầy này đồng dạng bị phá nát, tử khí bốc lên hừng hực. Thấy cảnh tượng này, lòng Mục Trần chìm xuống, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, sau đó xuất hiện ở trung tâm đầm lầy, vội hướng mắt nhìn phía dưới, một mảnh thanh đàm thủy sóng nước năn tăn, hắc thủy của tử hồ xung quanh như bị chặn lại, ranh giới thấy rõ ràng. Ở nơi sâu trong thanh đàm thủy, một cây thanh niên màu bích lục như phỉ thúy, dáng vẻ yểu điệu tỏa ra lục quang sinh cơ tràn ngập.